Rồi chào quý anh em nha. Thì hôm nay mình có đăng cái chiếc RS này lên ha. Thì có mấy anh em hỏi mình là test dùng cái dàn phuộc trước, phuộc sau và cái thắng trước ha, thắng đĩa trước thì để anh em mua. Tại vì cái thắng đĩa trước này phải nói là rất là đẹp nha anh em. Rất là đẹp. Đây. Đó, dàn thắng đĩa trước này cực kỳ đẹp luôn. Heo Nissin nha. Ốc còn chấm sơn vàng nha. Tay dầu zin. Tay dầu zin. Đó, công tắc còn tắt tắt nè. Đó, thì giờ mình sẽ nhờ anh Nhật test cho mình cái phuộc trước này nha. Rồi, ok anh em, giờ là sẽ test phuộc trước nè. Đó, trước nha. Rất là êm ái ha. Đó, rất là êm ái. Rồi, ok, phuộc sau nè. Phuộc sau này nha. Đó, phuộc sau cực kỳ êm luôn. Đấy, anh em thấy không, ti xuống cực kỳ dữ nha. Tiếng hơi sụt 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 luôn nè. Đó. Rồi, đây, test thắng trước cho anh em coi nha. Để máy lên nè. Để máy lên. Để máy lên test thắng trước cho anh em coi nè. Đó. Đó nha, thắng trước nha. Êm, rồi, nhả ga nè, nhả ga thắng lại nè. Đó. Đó, anh em thấy không? Phụ trước và thắng trước cực kỳ ngon nha. Đó, ok anh em ha. Thì anh em nào mà có nhu cầu mua cái phuộc sau rồi phuộc trước tay heo dây xe này thì liên hệ mình nha, cực kỳ êm. Đó anh em thấy không, rất là êm ái ha. Và đây, đây cái dây dầu là còn chữ nha, còn chữ đầy đủ. Anh em nào mua cái bộ tay heo dây này mình tặng cho anh em hai con ốc số 10 đây luôn nha, hai con ốc số 10 bắt heo vô luôn nha. Rồi ok, thì anh em nào có nhu cầu có thể liên hệ với shop Trần Đạt số điện thoại 0915 434 973 nha anh em. Đó, bộ tay heo dây này còn rất là ngon, tiếng kêu tắt tắt luôn. Đó ha, tiếng kêu nè. Đó, về là anh em chỉ có việc xài thôi nha. Đó, tiếng kêu là tắt tắt, không phải lo nghĩ nè. Đây, bấm là lên đèn, bấm là lên đèn đuôi luôn, công tắc còn đang xài ngon lành nha. Nè, đây nè. Đó, ok anh em. Rồi thì đây, phục sau đây. Đó, cho anh em nào chúng ta thích chơi phục quay nhịp son nha. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều. Hẹn em những clip tiếp theo nha.